Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thời tiết tại các vùng miền trên cả nước còn khá ổn định, trời phổ biến ít mưa và có nắng. Cụ thể như tại khu vực các tỉnh thành của Bắc Bộ, thời tiết vẫn chỉ có nhiều mây và sương mù vào sáng sớm. Càng đến trưa thì nắng cũng xuất hiện khiến cho nền nhiệt trên toàn khu vực tăng dần và dao động phổ biến ở mức sấp xỉ khoảng 29 độ. Một số nơi tại vùng núi phía Tây Bắc trời còn hơi oi nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 31 độ. Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng khá tạnh giáo và có nắng nhiều với mức nhiệt ban trưa phổ biến từ 28 đến 30 độ riêng các tỉnh nam trung bộ có nơi nhiệt độ còn đạt mức 31 đến 32 độ cũng với kiểu thời tiết ít mưa và có nắng từ sáng đến chiều nhưng khu vực nam bộ luôn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước nền nhiệt tại khu vực vào thời điểm trưa chiều luôn duy trì mức từ 32 đến 34 độ thậm chí một số nơi thuộc khu vực đông nam bộ nền nhiệt còn đạt mức sắp xỉ là 35 đến 36 độ cùng với độ ẩm xuống thấp khiến cho thời tiết rất oi bức. Tại Tây Nguyên, tiết trời còn mát mẻ hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày chiếm mức 29-31 độ Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Như vậy là chỉ đến sáng ngày mai thôi thì bộ phận không khí lạnh này sẽ lại ảnh hưởng đến thời tiết của Bắc Bộ Nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên là các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng mai ở phía đông bắc bộ có mưa rải rác, bắc và trung trung bộ từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió chuyển hướng đông bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Các tỉnh bắc bộ từ ngày mai trời trở rét với nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức từ 20 đến 24 độ. Riêng khu vực phía đông bắc bộ, nền nhiệt chỉ dao động dưới mức là 20 độ. Còn tại các tỉnh Trung Bộ thì nền nhiệt có giảm chậm hơn. Trong khi thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có những chuyển biến rõ rệt thì tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cũng như bất kỳ hình thế gây thời tiết xấu nào, nhưng lại chịu ảnh hưởng của một bộ phận áp thấp phía Tây bị nén yếu nên thời tiết trên khu vực vẫn phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng và khá oi bức. Chế độ nhiệt ẩm trong khu vực ít có sự thay đổi so với 24 giờ trước. Không chỉ làm thời tiết trên đất liền chuyển xấu, khối không khí lạnh cũng khiến cho thời tiết trên các vùng biển cũng có sự chuyển đổi rõ rệt. Cụ thể như ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng mai gió đông bắc cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Sau đây mời quý vị theo dõi phần dự báo chi tiết cho từng khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ Mây thay đổi, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Tại khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3 vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây có mưa và mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây mây thay đổi ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, sau gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Tại khu vực Trung Trung Bộ, mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mê thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Xin được chuyển giao phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 Biển động. Nhiệt độ giao động từ 25 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 Biển động. Nhiệt độ phổ biến ở mức từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.